hồ thủy điện sông Hình các bạn. Bên kia là núi, bên này là hồ. Khu bảo tồn thiên nhiên Elso. Mình ở vành đai ngoài thôi, ở nhà dân. Ở đây thì chủ yếu là trồng cao su, khoai mì, sắn, củ sắn, củ khoai mì và tiêu. Tiêu thì bà con chặt bớt đi rồi, giờ không còn trồng tiêu nữa. Bà con đã chặt tiêu, bỏ tiêu đi rồi và trồng cao su dần. Cao su bây giờ nó nhỏ, cao su này chắc là khoảng 2 năm tuổi, nhỏ xíu. Đây là dãy núi mẹ bồng con. Mẹ bồng con. Lịch trình đến này thì mình không có đi núi nữa. Bên kia là khu bảo tồn Eo Thor.